Tổng kho nội thất Gia Hưng tuyển đại lý. Nhập hàng tại tổng kho không lo về giá. Hàng đẹp giá tốt, chốt giao ngày. Liên hệ hotline hoặc Zalo 0911 55 0059. Những chính sách hậu mãi số 1 thị trường của VinFast. Thời gian bảo hành dài nhất thị trường, sửa chữa lưu động và cứu hộ cầu kéo miễn phí 24/7 là những đặc quyền chỉ riêng người dùng ô tô VinFast nhận được. Chính sách bảo hành hậu mãi tốt chưa từng thấy. Bảo hành toàn diện 10 năm hoặc 200.000 km, khách hàng sẽ được bảo vệ quyền lợi trong suốt thời gian dài. Đó là lý do tuyệt vời để mua xe VinFast. Doanh nhân Tom Bang sống tại thành phố Hồ Chí Minh nói trên vlog của mình về chính sách bảo hành hậu mãi dẫn đầu thị trường của hãng xe Việt. Cũng theo vị doanh nhân này, cách làm của VinFast là điều anh chưa từng được thấy ở thị trường ô tô Việt Nam từ trước đến nay. Thường khi mua xe, các hãng chỉ bảo hành khoảng 4 năm. Và sau 4 năm, với nhiều dòng xe, các linh kiện, chi tiết bắt đầu hỏng. Vì thế, mọi trục trặc hay rủi ro về xe, người dùng phải chịu. Nhưng với VinFast, bạn được an toàn và yên tâm, anh Tom Bang phân tích. Với kinh nghiệm sở hữu nhiều sản phẩm thương hiệu Việt, bao gồm các mẫu VF8, VF9 và VF6, vị khách hàng khẳng định bất kỳ dòng xe nào của VinFast cũng đều có chế độ bảo hành vượt trội so với xe xăng. Giới quan sát đánh giá, VinFast đang thay đổi chuẩn mực bảo hành trong ngành ô tô tại Việt Nam với thời gian bảo hành gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với xe xăng. Sự yên tâm của người dùng xe điện còn nhân đôi khi pin cũng được hãng bảo hành rất dài với VF E34, VF7, VF8, VF9 là 10 năm và không giới hạn số km, còn với VF5, VF6 là 8 năm và không giới hạn số km. Cùng với đó, VinFast đang được biết đến là hãng ô tô có chế độ hậu mãi số 1 thị trường với những chính sách rất được lòng người dùng như dịch vụ sửa chữa lưu động và cứu hộ 24/7 giúp khách hàng an tâm sử dụng xe trong mọi thời điểm. Sưởng dịch vụ không ngày nghỉ luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng kể cả trong cuối tuần, hay miễn phí cẩu xe, thậm chí trả tiền cho sự bất tiện của khách hàng và cam kết giá mua lại xe sau 5 năm sử dụng giúp người dùng quẳng gánh lo xe mất giá trị theo thời gian. Đã được sửa miễn phí lại nhận thêm tiền, thành viên Dũng Nguyễn chia sẻ trên cộng đồng VinFast toàn cầu về chính sách hậu mãi chưa từng có tiền lệ trên thị trường. Theo đó, trong thời gian bảo hành, chỉ một lỗi nhỏ nếu làm khách hàng thấy bất tiện, ngoài việc chi trả toàn bộ chi phí cứu hộ và sửa chữa, VinFast sẽ bù thêm tiền cho khách. Theo anh Dũng, từ khi gọi điện tổng đài báo lỗi đến khi đội sửa chữa lưu động đến sửa xong là chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Ngoài ra, anh được bù 1 triệu đồng từ VinFast. VinFast đã rất tự tin về chất lượng các dòng xe của mình mới đưa ra chính sách mới lạ như vậy. Cuối cùng, người dùng vẫn được hưởng lợi và yên tâm hoàn toàn trong quá trình sử dụng. Ông Thái Khang, một người theo dõi thị trường ô tô lâu năm nhận định, xe điện VinFast những nhà vô địch trong phân khúc. Theo một nghiên cứu của GD Power năm 2022, 92% khách hàng ô tô cho biết họ sẽ quay lại mua xe của cùng một thương hiệu nếu họ hài lòng với dịch vụ hậu mãi. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng khách hàng hài lòng với dịch vụ hậu mãi có khả năng giới thiệu thương hiệu của họ cho người khác cao hơn 50% so với những khách hàng không hài lòng. Kết quả này hoàn toàn đúng với khách hàng trải nghiệm dịch vụ hậu mãi của VinFast. Chia sẻ trên kênh Tipcar, anh Trọng Hiếu, một trong những người sở hữu xe VinFast VF8 đầu tiên tại Việt Nam, cho biết sau hơn một năm sử dụng với quãng đường gần 20.000 km, anh thấy đã đi xe điện không thể bỏ được và chỉ có lên đời VF9, chứ không có lý do gì để chuyển hãng khác. Theo anh Hiếu, giá trị anh nhận được là một chiếc xe tốt, giá tốt, chi phí sử dụng rẻ và hậu mãi cực tốt. Chi phí sử dụng chỉ bằng khoảng 1/2 so với xe xăng, thậm chí còn rẻ hơn nếu tính chi phí bảo dưỡng. Ở lần bảo dưỡng đầu tiên, mốc 12.000 km, tôi chỉ tốn đúng 600.000 đồng trong cùng phân khúc xe. VF8 là vô địch với những giá trị xe mang lại, anh Hiếu nói trên Tipcar. Đặc biệt, xe điện VinFast còn có thể trở nên thông minh hơn theo thời gian nhờ cập nhật phần mềm. Đây là đặc tính riêng có của các sản phẩm công nghệ cao cấp. Tất cả các hiệu năng trên xe cải thiện hơn rất nhiều. Xe có thêm các tính năng mới nhưng hoàn toàn miễn phí. Anh Vũ Huy, một người dùng VF E34 cho biết, sau khi nâng cấp phần mềm giúp xe tăng quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy từ mức 285 km lên mức gần 320 km. Với việc đi đầu về chính sách bảo hành và hậu mãi, giới quan sát nhìn nhận VinFast đang đi theo triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm, giúp người dùng yên tâm sử dụng xe điện. Đó là một sự đầu tư dài hơi và xứng đáng, bởi khi người dùng hài lòng với chất lượng xe, với chất lượng dịch vụ hậu mãi, họ sẽ gắn bó và yêu mến, từ đó sẵn sàng mua thêm hay giới thiệu xe VinFast cho người khác trong tương lai.
Điều này cũng phần nào lý giải vì sao cộng đồng khách hàng sử dụng xe điện VinFast ngày càng mở rộng và lớn mạnh. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, VinFast triển khai chương trình Mãnh liệt tinh thần Việt Nam lần 2 và các chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Ngoài chính sách ưu đãi trả góp áp dụng cho toàn bộ khách hàng, các chủ xe đã tham gia chiến dịch lần 1 đã mua một trong 3 dòng xe xăng đầu tiên sẽ được tri ân gói bảo dưỡng trị giá 5 triệu đồng đối với các chủ sở hữu xe Lux, 3 triệu đồng đối với xe Fadin trong thời hạn 3 năm và được giảm ngay 5% giá mua xe điện VinFast bất kỳ. Từ VinFast, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tổng kho nội thất Gia Hưng, chuyên nội thất nhập khẩu, nội thất thông minh, tuyển đại lý phân phối trên toàn quốc. Với đa dạng các dòng sản phẩm, mức giá cam kết tại xưởng, chiết khấu sinh lời cao. Liên hệ ngay số điện thoại hoặc Zalo 0911550059. Địa chỉ A5 Sược 30A, đường số 1 Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.